Nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai thì đây là chiếc video review Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global. Đến với trường doanh nhân CEO Việt Nam Global thì các bạn học viên ở đây sẽ được đào tạo chuyên sâu về quản trị kinh doanh sát với thực tế hiện nay, với hai chương trình huấn luyện quản trị kinh doanh Business One và quản trị kinh doanh Business Boss. Ủa nhưng mà cho chị hỏi này, số 1 với làm sếp thì khác gì nhau nhỉ? Chương trình BC Network dành cho các bạn học viên muốn trở thành giám đốc kinh doanh và giám đốc truyền thông. Business Boss sẽ dành cho các bạn học viên muốn thừa kế doanh nghiệp của gia đình hoặc là tự đi khởi nghiệp. Có cái này chị tò mò này, thế không biết là ở trường thì các em sẽ được học những gì nhỉ? Xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng, cân bằng mặt trận trong doanh nghiệp và học các kỹ năng siêu thực tiễn, xây dựng chiến lược và cuộc chơi trong doanh nghiệp, tư duy hoàn thiện và nhân bản hệ thống, xây dựng cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp. Trường rèn luyện theo triết lý thân tâm tuệ, trong đó thân chính là rèn luyện học viên theo mô hình quân đội khép kín với chỗ ăn, chỗ ở, chỗ học ngay tại trường trong năm đầu tiên. Thế là các em không phải về nhà luôn đúng không? Bọn em năm đầu tiên bọn em sẽ học tập và rèn luyện tại trường luôn ạ. Thế chị hỏi thêm này, cái chữ tâm ấy có nghĩa là gì nhỉ? Thì bọn em được học cách chung sống với mọi người trong trường. Về đến nhà thì bọn em được học cách đối xử với cha mẹ và thấu hiểu cha mẹ. Còn một cái chữ tuệ, chị đoán là trong trí tuệ đúng không? Chuẩn luôn chị ạ. Vì bọn em được học những cái kiến thức kinh doanh thực tiễn mà không có môi trường đại học nào có. Bình thường ấy, nếu mà ở các trường đại học khác thì các bạn sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên của trường đúng không? Thì ở đây này, các bạn học viên sẽ được học trực tiếp về doanh nhân, những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đã đạt được những thành tựu nhất định trong thực tiễn. Chỉ muốn bán hàng trong đầu nói chuyện rất nhiều sau bán hàng với khách hàng. Và một điều đặc biệt ở đây đó chính là các bạn học viên sẽ được các doanh nghiệp mời về làm việc ngay từ năm thứ hai và có thu nhập rất là hữu hĩnh luôn nha, có khi lên đến 8 chữ số đấy. Và tất nhiên rồi, khi mà ra trường thì các bạn sẽ trở thành gương mặt được xem là số 1 của các tập đoàn lớn trong nước. Bớt dùm đi, đấy là người ta chứ không đến lượt mày đâu. Đấy là về phần học thuật, còn về hoạt động ngoại khóa thì các bạn sẽ được trải nghiệm thuyết trình về doanh nhân này, trò chuyện cùng doanh nhân này, khám phá ẩm thực vùng miền này, giải bóng đá, cuộc thi startup và rất rất nhiều thứ khác nữa. Không biết là nghe đến đây rồi thì các bạn còn điều gì tò mò hoặc là thắc mắc về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global không nhỉ? Thì comment ngay ở đây để được giải đáp nhé.